Thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều tối qua mùng 7 tháng 3 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và nữ lãnh đạo quản lý cấp vụ của Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương và các chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các nhiệm kỳ Quốc hội và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, Quốc hội luôn có sự tìm tòi, đổi mới đạt kết quả toàn diện. Trong kết quả đó, đều có vai trò của các nữ đại biểu Quốc hội, các chị em trong các cơ quan của Quốc hội. Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có tỷ lệ đại biểu Quốc hội nữ đông nhất trong 10 nhiệm kỳ gần đây, chiếm 30,26%. Con số này được nhiều nghị viện các nước đánh giá cao. Nhóm nữ đại biểu Quốc hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trở thành diễn đàn tốt, phù hợp với các nữ đại biểu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng hoạt động đại biểu, cũng như học hỏi kinh nghiệm của các nhóm nữ nghị sĩ quốc tế tại các diễn đàn đa phương và song phương. Nhấn mạnh, cần tiếp tục công tác bình đẳng giới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các đơn vị luôn quán triệt từ trong nhận thức, tư duy đến hành động, trong ứng xử, trong giao nhiệm vụ. Đảng đoàn Quốc hội cũng cần quan tâm đến công tác cán bộ nữ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ, trong đó có chính sách tiền lương, tiếp tục nghiên cứu, triển khai các hình thức hoạt động phong phú, chất lượng và hiệu quả cao hơn của nhóm nữ đại biểu Quốc hội. Chiều 7 tháng 3 tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì buổi gặp mặt chúc mừng đại diện nữ trí thức tiêu biểu và trao giải thưởng Kovaleskaya năm 2023 nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Cùng dự có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban giải thưởng Kovaleskaya và gần 250 đại biểu. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển, khẳng định vai trò và vị thế, có đóng góp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó nữ trí thức và nữ lãnh đạo, quản lý luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu. Theo danh sách được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư Nhà nước giai đoạn 2019-2023, có tổng số 2.059 vị, trong đó có 534 giáo sư và phó giáo sư là nữ, chiếm 26%. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi tới chị em, nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức và nữ giáo sư, phó giáo sư tiêu biểu, lời tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Biểu dương hai nhà nữ khoa học có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc được trao giải Kovaleskaya năm 2023. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện công tác cán bộ nữ, phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng thời đề nghị Ủy ban giải thưởng Kovaleskaya tiếp tục chọn và tôn vinh các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, có giá trị thiết thực, tạo động lực, truyền cảm hứng, có tính lan tỏa cao trong đời sống xã hội. Phó Thủ tướng tin tưởng phụ nữ cả nước sẽ tiếp tục tỏa sáng phẩm chất cao đẹp, anh hùng, bất khuất, trung hậu đảm đang trong thời đại mới mà Bác Hồ kính yêu đã dành tặng. Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam đã chính thức được khai mạc, đánh dấu chặng đường 10 năm rực rỡ. Tối ngày 7 tháng 3, lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam đã chính thức được khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật gồm 2 chương. Chương 1 với chủ đề Áo dài tâm hồn Việt, văn hóa Việt và chương 2 với chủ đề Áo dài ra thế giới. Ngoài ra đến với lần thứ 10, có hơn 800 mẫu áo dài đến từ 30 nhà thiết kế hàng đầu của cả nước tham gia trình diễn. Bên cạnh đó, 22 văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, các hoa hậu, á hậu với vai trò là đại sứ hình ảnh. Lễ hội áo dài sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 3 thông qua chuỗi hoạt động mang tính tương tác trực tiếp cao với cộng đồng như chương trình nghệ thuật áo dài, chương trình đồng diễn với áo dài, các cuộc thi về áo dài, không gian triển lãm và tương tác áo dài gắn với các làng nghề dân gian và biểu diễn các loại hình văn hóa nghệ thuật phi vật thể. Đặc biệt, chương trình tặng áo dài cho hội viên hội phụ nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động diễn ra từ ngày 1 đến 8 tháng 3 năm 2024. Hình ảnh phụ nữ rạng rỡ, súng xính trong những tà áo dài duyên dáng có thể nhìn thấy khắp nơi những ngày này tại thủ đô Hà Nội. Tuần lễ áo dài là hoạt động thường niên, góp phần tôn vinh giá trị của áo dài, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản áo dài trong cộng đồng. Đồng thời cũng là dịp để giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Những mái tóc duyên dáng thưa rụng dần sau mỗi đợt điều trị khiến nhiều bệnh nhân ung thư mặc cảm, đặc biệt là phụ nữ. Để giúp họ có thêm sức mạnh vượt qua tự ti và bệnh tật, rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đã mang tâm nguyện nuôi tóc dài để hiến tóc. Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, Bệnh viện Ca đã tổ chức chương trình tiếp nhận và trao tặng tóc cho các bệnh nhân ung thư. Hơn 20.000 mái tóc của các chị em phụ nữ đã được gửi về Bệnh viện Ca trong suốt năm qua. Những sợi tóc đã trở thành cầu nối yêu thương của cộng đồng dành cho bệnh nhân ung thư với thông điệp bao nhiêu sợi tóc bấy nhiêu sợi tình. Và từ những cái tình cảm, những cái mái tóc được tặng cho những người phụ nữ được gửi về, thì chúng tôi dệt nên những cái mái tóc giả bằng những sợi tóc thật từ những nguồn đó. Và đến nay cũng đã tặng ra hàng trăm, hàng nghìn mái tóc cho các bệnh nhân ở điều trị tại Viện Ca, Ung Bướu Hà Nội, Bạch Mai. Mái tóc dài khi được hiến tặng lại được sống thêm một lần nữa. Giờ đây, các nữ bệnh nhân ung thư có thể tự tin bước chân ra thế giới bên ngoài để sống một cuộc đời hạnh phúc, ý nghĩa hơn. Thời gian qua, trong quá trình lao động sản xuất và công tác xã hội, các thế hệ phụ nữ Hội An đã đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của thành phố. Trong đó có các lĩnh vực nghệ thuật dân gian và thủ công mỹ nghệ là nền tảng để Hội An xây dựng và gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu. Ở làng gốm Thanh Hà có rất nhiều chị em, mỗi ngày đều miệt mài làm ra sản phẩm gốm, phục vụ việc tham quan mua sắm của du khách. Đối với họ, đó không chỉ là công việc để mưu sinh, mà còn là sự kế thừa đầy trách nhiệm, tâm huyết đối với nghề truyền thống của làng. Ở đây, những phụ nữ thuần thạo, có tay nghề cao, luôn sẵn sàng trao truyền kinh nghiệm. Còn những chị em trẻ tuổi luôn khiêm tốn học hỏi, tiếp nối lửa nghề, góp phần thổi một luồng gió mới vào các sản phẩm của làng nghề. Tôi về đây thì gia đình có truyền thống làm gốm lâu đời và tôi muốn theo cái sự nghiệp của gia đình và phát triển những cái bản sắc truyền thống cũng như là làm mới sản phẩm. Và bên cạnh là những cái sản phẩm truyền thống là nồi niêu, là tôi có làm thêm những cái tự, những cái bình nghệ thuật. Và ngoài phương pháp thủ công là vuốt gốm thì có sáng tạo thêm là những cái đắp, điêu khắc. Và để làm mới sản phẩm thì tôi thường xuyên sử dụng cái Internet, tìm những cái nguyên liệu mới và làm những cái sản phẩm tốt hơn. Ngày nào cũng vậy, ở Hội An đều có hàng trăm phụ nữ đang gắn bó trực tiếp lao động tại các làng nghề hoặc nghề truyền thống. Từ làm sợi cao lầu, sợi phở, tráng mì quảng, làm bún, làm bánh, đãi hến, làm nước mắm, đến các hoạt động trồng rau hữu cơ, làm đèn lồng, dệt chiếu, may mặc, thậm chí là gia công nghề mộc, tất cả đều có bàn tay khéo léo, tài hoa của chị em phụ nữ. Ở lĩnh vực nghệ thuật dân gian, các thế hệ phụ nữ là những người trực tiếp tham gia luyện tập biểu diễn các bộ môn nghệ thuật như hô hát bài chòi, dân ca, hò khoan, tuồng. Các sân chơi nghệ thuật từ thôn khối phố đến xã phường, thành phố, đầu đầu cũng có các chị em đam mê tập luyện, biểu diễn. Lúc còn đi học là con cũng đã học qua cái môn bài dân ca bài chòi này rồi, thì con cũng rất là có duyên là đã được thầy quý và lại cô Huệ dạy cho con lúc nhỏ. Thì bây giờ thì con trưởng thành rồi nhưng mà con vẫn rất là đam mê cái nghệ thuật dân ca này. Thì tại vì con thấy là cái nghệ thuật dân ca này phong phú và là rất là hay, cho nên là con muốn và kế thừa được cái dân ca này, kế tiếp những cái truyền thống của cha ông để lại. Chính vì vậy mà những người như chúng tôi bây giờ là trừ muốn là truyền lại cho đàn em, chúng tôi muốn truyền lại cho đàn em những cái gì mà tinh hoa của dân tộc mình. Trong nhịp sống đương đại, ở nhiều địa phương trên cả nước hiện đang có nguy cơ mai một những sắc màu văn hóa truyền thống, thì tại Hội An, những yếu tố về nghề truyền thống và nghệ thuật dân gian truyền thống lại được bảo tồn, gìn giữ lâu bền.
Chính điều đó đã tạo nên sức hấp dẫn cho một đô thị cổ Hội An và cũng là chất liệu, là nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng thành phố sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, các cấp hội phụ nữ thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, trở thành đợt sinh hoạt sôi nổi dành cho toàn thể chị em hội viên ở Hà Nội. Đặc biệt năm nay, sáng kiến tổ chức cuộc thi bàn tay vàng trong làng nấu cỗ là một hoạt động rất ý nghĩa, tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong gia đình, đã thu hút rất đông đảo chị em tham gia. Phóng viên truyền hình VOV ghi nhận hoạt động này tại quận Đống Đa. Mâm cỗ với các món ăn thân thuộc truyền thống như gà luộc, nem rán, các món canh được trang trí đẹp mắt theo chủ đề gia đình sum họp trở nên sống động hấp dẫn hơn. Các món quà như bún ốc, bún thang cũng trở nên vô cùng hấp dẫn theo tiêu chí đẹp mắt, thơm ngon, bổ dưỡng. Trong gia đình thì thường người phụ nữ thường là người vào bếp để trổ tài của mình để mang đến bữa ăn cho gia đình ấm no, hạnh phúc cũng là từ những bữa ăn. Bởi vì là có thể là cả ngày mình đi làm về thì cũng có bữa cơm ngon, canh ngọt thì cũng là để tạo nên sự hạnh phúc cho gia đình. Trong một cái mâm cơm chúng ta đã làm lên rồi thì nó phải có một cái sự sum họp trong gia đình. Chứ tôi làm mà nấu ăn lên mà không có ai ăn, hoặc là gia đình nó lục đục mà mâm cơm làm là nó không có cái mà gọi là sum họp thì nó cũng không nên được. Đấy, ở đấy là cái ý tưởng của chúng tôi về cái món ăn đó. Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong gia đình, mang tới những bữa cơm no ấm, sum họp. Cuộc thi bàn tay vàng trong làng nấu cỗ còn đề cao tiêu chí an toàn thực phẩm, tiết kiệm, thể hiện sự khéo léo, biết chăm lo, vun vén của người phụ nữ. Theo ban tổ chức cuộc thi, các thành viên đem đến hội thi là những nguyên liệu tươi ngon, rõ nguồn gốc xuất xứ, công thức chế biến hợp lý, trình bày sáng tạo đẹp mắt, chất lượng món ăn ngon, thuyết minh về món ăn hấp dẫn. Đánh giá rất là cao. Cái tay nghề, đặc biệt là thời buổi chúng ta càng ngày càng phát triển thì không chỉ có là ăn no, ăn đủ nữa mà còn phải là ăn ngon. Cái bữa ăn rất là chất lượng, xu hướng cũng đã biết cân đối về mặt dinh dưỡng, đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng như là cái xu hướng hiện nay thì rất nhiều những gia đình có cái thiên hướng là ăn chay. Và trong cái bữa cuộc thi ngày hôm nay thì cũng đã có một số các cái đơn vị là các chị, các bác đã chế biến những cái món chay rất là tuyệt vời. Thì phải nói rằng là cũng rất là thành công. Cái hội thi bàn tay vàng trong làng nấu cỗ thì đây là một cái hoạt động nó vừa thể hiện cái phẩm chất của người phụ nữ, đó là đảm đang, lúc nội trợ, gia chánh trong gia đình. Nhưng mà thông qua cái việc mà các cái đơn vị mà lựa chọn các món ăn và triển khai cái việc nấu ăn cũng như là trình bày cái sản phẩm của mình để ban giám khảo đánh giá đó thì cũng thể hiện cái sáng tạo của các chị em. Vì ngoài cái yếu tố đảm bảo về mặt an toàn thực phẩm, lựa chọn nguồn thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng, thế rồi đảm bảo chất lượng cho món ăn thì đương nhiên là mỗi một đơn vị sẽ có một cái cách tư duy khác nhau, một cái sáng tạo khác nhau để cái món ăn của mình để cái ấn tượng tốt đẹp, đẹp về mỹ quan nhưng đảm bảo về chất lượng và ngon về mặt vị giác. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và sáu giải khuyến khích cho các đội tham gia. Cuộc thi bàn tay vàng trong làng nấu cỗ là một hoạt động rất ý nghĩa, không chỉ là ngày hội cho chị em phụ nữ trổ tài nấu ăn, mà thông qua cuộc thi đã giúp chị em giao lưu học hỏi về kinh nghiệm nấu nướng, trao đổi những kiến thức để tề ra nội trợ, hoàn thiện hơn trong việc giữ lửa, giữ mái ấm của gia đình. Đồng thời đây cũng là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 3, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cát Bi, 7 tháng 3 năm 1954. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ đã đóng góp cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, sân bay Cát Bi là đầu cầu hàng không tiếp tế cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Hàng ngày có hơn 100 chuyến bay vận tải DC-3, 30 máy bay C-119 cất cánh từ sân bay này để chở từ 200 đến 300 tấn hàng hóa, vũ khí đi Điện Biên Phủ. Vật tư phương tiện chiến tranh của Pháp, Mỹ tập kết một khối lượng lớn tại đây. 1 giờ sáng ngày 7 tháng 3, tiếng nổ lựu đạn và bộc phá vang dậy cả sân bay.
59 máy bay địch bốc cháy cùng nhiều phương tiện, vũ khí bị phá hủy và nhiều lính châu Âu, Phi. Chiến thắng Cát Bi góp phần làm đảo lộn, phá sản kế hoạch Nava của thực dân Pháp, chặt đứt một con đường tiếp viện quan trọng của địch cho chiến trường Điện Biên Phủ đang trong giai đoạn quyết liệt nhất. Chiều qua tại Hà Nội, Đại sứ quán Italia đã khai mạc triển lãm kỹ thuật số Khảm Mật mã Ý của nghệ thuật vượt thời gian. Triển lãm được lên ý tưởng thực hiện bởi công ty Magister Art và được Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia cũng như Đại sứ quán Italia tại Hà Nội quảng bá. Đến với triển lãm, khách tham quan được tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm thú vị không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Italia với hành trình 2.000 năm để khám phá những hình ảnh kỹ thuật số của các bức khảm nổi tiếng mang tính biểu tượng nhất của Italia, từ đó làm sâu sắc thêm tình yêu đối với văn hóa nghệ thuật và nhận thức để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của nhân loại. Thông qua trải nghiệm đa phương tiện phong phú, du khách có thể chiêm ngưỡng theo từng giai đoạn những bức tranh khảm độc đáo nhất về Rome, Pompeii, Aquileia, Ravenna, Palermo, Piazza Armenia và Baia. Triển lãm kỹ thuật số Khảm Mật mã Ý của nghệ thuật vượt thời gian diễn ra từ nay đến ngày 7 tháng 4 tới. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán là thời điểm dễ xảy ra cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, khu vực tập trung đông người, đặc biệt là tại các lễ hội đầu năm. Một phần do tâm lý chủ quan lơ là của các hộ kinh doanh và du khách. Để kịp thời phát hiện các tồn tại thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy, chấn chỉnh, bảo đảm phòng cháy chủ động tại các điểm tổ chức lễ hội, lực lượng chức năng đã kiểm tra thực tế đối với các địa phương. Lễ hội Chùa Hương kéo dài 3 tháng, từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 11 tháng 5 năm 2024, là lễ hội có quy mô lớn và thời gian tổ chức dài nhất miền Bắc. Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại đây, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã chỉ ra nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra tại nơi buôn bán kinh doanh thời vụ trong khu vực chính diễn ra lễ hội. Các cơ sở hoạt động dịch vụ lưu trú ăn uống. Đây là những điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhất tại Chùa Hương. Lo ngại hơn khi không ít chủ cơ sở, mặc dù đã được tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy, nhưng tại khu vực kinh doanh vẫn chưa trang bị bình chữa cháy. Nhắc nhở đối với những cái hộ kinh doanh là chủ động hơn nữa trong cái việc là đảm bảo cái nguồn điện để phục vụ cho cái việc chiếu sáng cũng như là những cái thiết bị ở cái cửa hàng của họ để làm sao để thứ nhất giảm thiểu cái nguy cơ xuất hiện cháy, và nếu có tình huống xảy ra thì có thể sử dụng cái bình chữa cháy được trang bị trong cái kiosk của họ để xử lý ngay từ giai đoạn ban đầu. Còn là cán bộ chiến sĩ mà tham gia công tác thường trực chữa cháy và cứu nạn hộ thì luôn luôn ở trạng thái trực cao nhất có thể, và với những cái phương án, những cái tình huống đã được giả định thì có những phương tiện kèm theo để làm sao chủ động xử lý tình huống ngay từ giai đoạn ban đầu. Toàn bộ khu vực diễn ra lễ hội Chùa Hương nằm trong khu vực rừng phòng hộ. Bởi vậy, công tác xây dựng phương án bố trí huy động lực lượng tham gia thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố tại đây đặc biệt được chú trọng. Lực lượng công an cơ sở cũng đã được tăng cường ứng trực tại các điểm chốt, đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc với lại các chủ hộ và sẽ đồng thời là kiên quyết xử lý những cái trường hợp mà cố tình vi phạm khi đã được nhắc nhở rồi nhưng không triển khai thực hiện, hoặc là những trường hợp mà vi phạm các cái quy định về phòng cháy chữa cháy mà có nguy cơ dẫn đến cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng. Đầu năm, Phủ Tây Hồ Hà Nội trở thành điểm đến của nhiều du khách thập phương vãn cảnh và đi lễ. Số lượng người đông bất thường cộng với việc thắp hương nến, đốt vàng mã khiến ở đây luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Tại các vị trí dễ quan sát tại Phủ, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã trang bị đầy đủ bình chữa cháy, phương tiện xử lý tình huống cháy nổ ở nhiều nơi. Đặc biệt tại khu dân cư lân cận, Ban Quản lý Phủ Tây Hồ đã thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Công an quận Tây Hồ cũng đã diễn tập về cái phương án phòng cháy chữa cháy của xảy ra các tình huống cháy trên khu vực Phủ và cũng như là trong Phủ. Và trước đấy thì là cũng đã kiểm tra cái công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực Phủ và các hộ kinh doanh trên trong khu vực Phủ cũng như trên địa bàn quận. Tuy nhiên, theo đánh giá của lực lượng chức năng, nguy cơ cháy nổ vẫn có thể xảy ra. Bởi vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần chấp hành tốt các quy định, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tránh xảy ra những sự cố cháy nổ đáng tiếc, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, du khách.
tại hội nghị chuyên đề du lịch Trung Mỹ diễn ra mới đây ở thủ đô Washington, Mỹ, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Kinh Tuyền cho biết, trao đổi trong lĩnh vực du lịch luôn là một phần quan trọng của mối quan hệ song phương, đồng thời kêu gọi hai nước mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Theo ông Kinh Tuyền, Trung Quốc gần đây đã triển khai các biện pháp hiệu quả để đơn giản hóa thủ tục xin cấp thị thực đối với người nước ngoài đến Trung Quốc, cũng như tạo thuận lợi cho việc thanh toán quốc tế tại Trung Quốc. Với sự nỗ lực chung của cả Trung Quốc và Mỹ, số lượng chuyến bay trực tiếp sẽ tăng lên 100 chuyến mỗi tuần vào cuối tháng 3 năm nay. Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực phục hồi du lịch song phương về mức như trước đại dịch COVID-19, cũng như đưa ra các ý tưởng và triển vọng hợp tác du lịch trong tương lai. Trung Quốc có kế hoạch thúc đẩy hợp tác du lịch với Mỹ và chuẩn bị cho hội nghị cấp cao du lịch Trung Mỹ lần thứ 14. Tại Bolivia, 4 phụ nữ đã leo lên một số đỉnh núi cao nhất ở Mỹ Latin và đặt mục tiêu leo lên đỉnh Everest cao nhất thế giới. Điều đặc biệt nữa là họ leo lên đó với trang phục là những bộ váy truyền thống của dân tộc mình. Những người phụ nữ bản địa ở Bolivia này đặt mục tiêu lên đỉnh núi cao nhất thế giới. Họ nói rằng họ đã chinh phục được một số ngọn núi hiểm trở nhất ở Mỹ Latin và hy vọng Everest sẽ là đỉnh núi tiếp theo. Họ có thể trở thành những phụ nữ Bolivia đầu tiên lập được kỳ tích này. Chị Elena Quipsincuta hình dung leo lên đỉnh Everest với chiếc váy truyền thống. Tôi muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên lên tới đỉnh Everest vì tôi muốn vẫy tay chào cùng lá cờ Bolivia. Chị Tincuta cũng là một phụ nữ bản địa Aymara, cùng với các chị gái của mình làm hướng dẫn viên leo núi. Họ leo núi trong những chiếc váy rực rỡ nhiều lớp mang tính biểu tượng của dân tộc mình, đồng thời sử dụng mũ bảo hiểm và đế đinh để đảm bảo an toàn. Những phụ nữ này cho biết họ đã chinh phục được Aconcagua của Argentina. Đây là một trong những đỉnh núi cao nhất ở châu Mỹ, nhưng để hoàn thành mục tiêu chinh phục đỉnh Everest, họ sẽ cần $500,000. Và họ đang tìm kiếm sự quyên góp từ các công ty và khách du lịch mà họ làm việc cùng với tư cách là hướng dẫn viên. Một vài tháng qua, giá cacao trên thị trường quốc tế đã tăng mạnh. Điều này chưa từng xảy ra trong vòng 50 năm trở lại đây. Trong khi đó, giá sô-cô-la tăng gần 20% trong 2 năm qua. Chưa đầy một tháng nữa là tới lễ Phục sinh, nhưng dường như những người sành ăn không quá lo lắng về việc mua sô-cô-la, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Tại siêu thị, giá cả đã được niêm yết trước khi giá cacao trên thị trường quốc tế tăng mạnh. Tương tự, các thợ làm sô-cô-la thủ công cũng đã sản xuất các sản phẩm cho lễ Phục sinh từ những lô cacao được mua trước khi giá tăng vọt như hiện nay. Vì thế, một vài thương hiệu sô-cô-la như Leonidas của Bỉ không tăng giá và cho biết sẽ theo dõi thị trường cacao và đưa ra các quyết định phù hợp. Tuy nhiên, thương hiệu sô-cô-la khác như Lindt đã tăng đáng kể. Các nhà sản xuất sô-cô-la nhỏ bày tỏ lo ngại về xu hướng này. Nếu người tiêu dùng sẵn sàng mua sô-cô-la giá cao thì khi đó sẽ không có nhiều tác động. Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng thắt chặt hầu bao thì các cửa hàng nhỏ sẽ gặp khó khăn. Thực trạng sô-cô-la tăng giá hiện nay một phần là do đầu cơ, một phần là do sức ép cung cầu. Trong vài năm qua, nhu cầu sô-cô-la toàn cầu đã tăng cao hơn so với nguồn cung, đặc biệt là ở châu Á. Ngoài ra, trong năm nay, sản lượng hạt cacao ở Ghana và Côte d'Ivoire, hai quốc gia chiếm 60% sản lượng cacao toàn cầu, đã sụt giảm nghiêm trọng do thời tiết bất thường. Một không gian được cải tạo từ những khung nhà ba gian cũ, kết hợp những vật liệu mộc mạc đến từ địa phương. Tất cả tạo nên không gian kiến trúc đương đại dựa trên hồn cốt của kiến trúc Bắc Bộ. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng không gian độc đáo này tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thông tin này cũng kết thúc bản tin Văn hóa du lịch hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bước ra khỏi những ồn ào, náo nhiệt, bước qua khoảng không gian xanh, bước vào thế giới trong mỗi chúng ta. Đó là những xúc cảm được gợi lên từ không gian kiến trúc nằm ngay tại đầm Vân Long, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tọa lạc trên diện tích 1.500m², cảnh quan kiến trúc nổi bật sự đan xen của nhà sàn, nhà ba gian và không gian xanh mát của cây cối. Men theo những bậc thềm lát gạch đá, tiến vào phía bên trong, mọi giác quan như được đánh thức bởi mùi hương của hoa cỏ, bởi cái sần sùi của gỗ, của đá, bởi tiếng thiên nhiên thủ thỉ vào tai, bởi cảnh quan đẹp đến nao lòng.
Không gian của ngôi nhà được bao quanh bởi khoảng sân vườn và bể bơi. Bể bơi nằm ở góc sân vừa giúp du khách được trải nghiệm thư giãn, vừa có chức năng kết nối không gian, giúp điều hòa và làm mát không khí. Với cái tiêu chuẩn mới thì bọn anh thực ra là làm ít số phòng đi, đưa thêm cái không gian trải nghiệm vào, ví dụ như là chỗ đọc sách, chỗ viết, rồi đưa cái hướng tiếp cận về thiên nhiên nhiều hơn, lấy ánh sáng từ trên xuống nhiều hơn. Mục đích của anh thì đơn giản là để cho, tức là cái người trải nghiệm ở trong đấy họ được tiếp cận với thiên nhiên. Bên cạnh ngôi nhà sàn, kiến trúc sư còn thiết kế thêm một khối xây mới có kiến trúc tương đồng với khối nhà sàn cũ. Không phải là kiến trúc cao tầng, mà là toàn bộ là dãy nhà là ba gian, bằng gỗ, gỗ mộc, không có sơn, phủ bóng. Thế và khi mình, tối hôm qua bọn mình được trải nghiệm là khi nằm ngủ ấy, cảm giác như là cảm nhận được từ cả cái mùi gỗ hòa quyện được vào trong cái hơi thở của mình. Và tất cả kiến trúc đến nơi đây ấy, mình cũng tự nhiên được nhẹ nhàng hơn này, được thư thái hơn. Đó là từ giọng nói của mình cũng phải giảm volume. Thế là mọi người đến đây rất là nhẹ nhàng và bình dị. Điểm nhấn của không gian là khu vực phòng tắm tiện nghi với bồn tắm ngâm thư giãn, không sử dụng vách ngăn, kết hợp với giếng trời phía trên khiến không gian mở rộng về mặt thị giác. Nằm giữa cảnh quan thiên nhiên và sự bình yên của non nước tỉnh Ninh Bình, dù là ngày hay đêm, không gian kiến trúc tại đây cũng đều phảng phất một tinh thần nghỉ trọn vẹn. Dự báo thời tiết chiều và đêm mùng 8 tháng 3, phía Đông Bắc Bộ, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ.